tin nóng, khởi tố 4 bị can tại Tịnh Thất Bồng Lai. Sáng ngày 7 tháng 1, Đại tá Văn Công Minh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Long An cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can đối với 4 đối tượng tại Tịnh Thất Bồng Lai, gồm Lê Tùng Vân, Lê Thanh Hoàn Nguyên, Lê Thanh Nhất Nguyên và Lê Thanh Trùng Dương, cùng địa chỉ xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, về tội lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, tổ chức, cá nhân. Thời gian qua, các cơ quan của tỉnh Long An đã nhận được nhiều đơn tố cáo của tổ chức, cá nhân về hành vi sai phạm của một số trường hợp sinh sống tại hộ bà Cao Thị Cúc, sinh năm 1960, ngụ xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, nơi tự xưng là Tịnh Thất Bồng Lai, sau đó đổi tên thành Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ. Đồng thời, cộng với việc thu hút sự quan tâm, chú ý của dư luận xã hội và trên các trang mạng xã hội, đa số bức xúc đối với các hoạt động có dấu hiệu lợi dụng hình thức tu tại gia, nuôi dưỡng trẻ mồ côi cờ nhỡ để kêu gọi góp vốn từ thiện và lợi dụng quyền tự do dân chủ để xâm phạm lợi ích của tổ chức, cá nhân, có dấu hiệu loạn luân, nên gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự tại địa phương. Ngày 3 tháng 1, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Đức Hòa đã ra quyết định khởi tố vụ án lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, tổ chức, cá nhân xảy ra tại Tịnh Thất Bồng Lai. Ngày 4 tháng 1, nhận được tin báo của nhân dân về việc các đối tượng nhận tiền đóng góp từ thiện có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Đức Hòa đã tổ chức bắt quả tang và khám xét tại hộ bà Cúc, làm việc với một số trường hợp sinh sống tại đây để xác định sai phạm của các đối tượng có liên quan. Quá trình thực hiện có sự tham gia, chứng kiến của cơ quan chức năng và chính quyền địa phương theo đúng quy định của pháp luật. Kết thúc khám nghiệm, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Đức Hòa mời 14 đối tượng liên quan về trụ sở Công an huyện Đức Hòa làm việc. Trên cơ sở dữ liệu thu thập được, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Đức Hòa đã ra quyết định khởi tố bị can đối với 4 đối tượng, gồm Lê Tùng Vân sinh năm 1932, Lê Thanh Hoàn Nguyên sinh năm 1990, Lê Thanh Nhất Nguyên sinh năm 1991 và Lê Thanh Trùng Dương sinh năm 1995. Đồng thời, ra lệnh bắt tạm giam 3 bị can, gồm Lê Thanh Hoàn Nguyên, Lê Thanh Nhất Nguyên và Lê Thanh Trùng Dương. Riêng bị can Lê Thanh Tùng Vân bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú. Được biết mới đây theo nhiều nguồn tin, hiện cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Long An vẫn đang tập trung lấy lời khai đối với nhiều người sinh sống tại Tịnh Thất Bồng Lai, hay còn có tên khác là Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ, tại ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa. Công an cũng đang thụ lý nhiều đơn tố cáo với nhiều nội dung khác nhau. Tố cáo chủ yếu nhắm đến người đứng đầu tại Tịnh Thất Bồng Lai là ông Lê Tùng Vân, 90 tuổi, quê An Giang. Kết quả giám định cho hay, nhiều người sinh sống tại Tịnh Thất Bồng Lai có quan hệ huyết thống đối với ông Lê Tùng Vân, trong đó có những đứa trẻ chỉ vài tuổi. Kết quả điều tra ban đầu cũng xác định, ông Lê Tùng Vân có 3 con với ít nhất 2 người con gái ruột của ông. Một nguồn tin nói rằng, kết quả điều tra về loạn luân xảy ra tại Tịnh Thất Bồng Lai khi công bố sẽ là cú sốc lớn đối với cộng đồng. Vì đây là vấn đề liên quan đến những đứa trẻ, nên cơ quan điều tra đang tiến hành rất thận trọng. Cơ quan điều tra Công an tỉnh Long An, Công an huyện Đức Hòa đã có một thời gian dài điều tra về những sai phạm tại Tịnh Thất Bồng Lai. Qua quá trình xác minh, ông Vân có cuộc sống và mối quan hệ rất phức tạp đối với một số người trong Tịnh Thất Bồng Lai. Cụ thể, vào năm 2014, bà Cao Thị Cúc, sinh năm 1960, ngụ tại xã Long Hữu Đông, huyện Cần Đước, về xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, mua gần 2.000m2 nhà đất. Sau đó, bà Cúc sửa chữa để làm điểm tù tại gia. Năm 2015, ông Lê Tùng Vân, ngụ tại phường 10, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh, chuyển về xã Hòa Khánh Tây sống chung với bà Cúc. Ông Vân và bà Cúc có mối quan hệ phức tạp. Thời điểm này, ông Vân nhận nuôi con nuôi với danh nghĩa làm từ thiện và tự thành lập Tịnh Thất Bồng Lai, sau này đổi tên là Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ. Ông Vân và những người trong Tịnh Thất Bồng Lai thường xuyên lên mạng kêu gọi từ thiện, gào thét đòi tự tử khi con nuôi rời khỏi Tịnh Thất. Từ năm 2015 đến nay, cơ sở Tịnh Thất Bồng Lai đã có 18 người cư trú, trong đó có 6 trẻ em và cả 6 trẻ đều có mẹ ruột cùng tạm trú, không phải trẻ mồ côi. Điều bất ngờ là kết quả điều tra còn cho biết, nghi ngờ đa số trẻ em sinh sống tại Tịnh Thất Bồng Lai đều là con cháu có quan hệ huyết thống đối với ông Vân. 5 trẻ em tại đây cũng khá nổi tiếng sau khi tham gia cuộc thi thách thức danh hài. Công an Long An cho biết, quá trình điều tra đang tiến hành và sẽ sớm cung cấp thông tin đến báo chí, dư luận. Trong vụ án Tịnh Thất Bồng Lai, nếu cơ quan điều tra xác định Lê Tùng Vân phạm tội loạn luân, thì ông này sẽ bị truy cứu trách nhiệm theo Điều 184 Bộ Luật Hình sự năm 2015 với mức phạt tù từ 1 đến 5 năm. Ngoài ra, còn có các tình tiết tăng nặng như sau. Trường hợp người bố hoặc ông mà ép buộc con, cháu từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi quan hệ tình dục thì không xử lý về tội loạn luân theo Điều 184 Bộ Luật Hình sự, mà xử lý về tội cưỡng dâm người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi theo Điểm A, khoản 2, Điều 144 Bộ Luật Hình sự với hình phạt từ 7 đến 15 năm tù. Trường hợp quan hệ tình dục giữa những người có trực hệ 3 đời mà tự nguyện nhưng nạn nhân từ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi thì sẽ bị xử lý theo điểm C, khoản 2, điều 145 Bộ Luật Hình sự với chế tài từ 3 năm đến 10 năm tù. Còn trường hợp dùng vũ lực để tấn công ép buộc người cùng dòng máu về trực hệ quan hệ tình dục hoặc quan hệ tình dục với người dưới 13 tuổi thì sẽ bị xử lý về tội hiếp dâm với tình tiết định khung là có tính chất loạn luân và mức hình phạt sẽ rất nghiêm khắc với chế tài từ 7 đến 15 năm tù.
Trong một diễn biến gần đây nhất, vào ngày 4 tháng 1, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Long An đã đến khám xét và tống đạt quyết định khởi tố vụ án liên quan đến những lùm xùm tại Tịnh Thất Bồng Lai. Khi cơ quan chức năng đang làm việc, an ninh được thắt chặt, các chốt chặn vào cơ sở này cũng được thiết lập để tránh người dân hiếu kỳ tụ tập đông đúc. Tại đây, bố mẹ Diễm My cũng có mặt để chờ đợi. Trước đó vào năm 2019, cô gái Diễm My sinh năm 1999 từng đến Tịnh Thất Bồng Lai xin tu tập nhưng không được gia đình đồng ý. Nhận thấy đây không phải là cơ sở tôn giáo, vợ chồng bà Mai đã phản đối việc con tu hành tại đây, dẫn đến việc Diễm My bỏ trốn. Bà Tuyết Mai từng chia sẻ suốt 2 năm qua, vợ chồng bà không thể gặp được con. Vào năm 2020, vợ chồng bà từng nhận lại con từ cơ quan công an huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Tuy nhiên, sau buổi làm việc với cơ quan công an, ông Lê Tùng Vân giả vờ bị tăng xông và nằm dài ra ghế đá ở sân trụ sở công an, đòi trả Diễm My. Hộ gia đình bà Cao Thị Cúc cũng đã lớn tiếng cho rằng công an đã giấu Diễm My. Liên quan đến sự việc tại Tịnh Thất Bồng Lai, trước đó, ông Nguyễn Tiến Trọng, Phó trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ cho biết, cơ sở này không phải là cơ sở tự viện hợp pháp do Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An quản lý. Cũng theo ông Trọng, cơ sở Tịnh Thất Bồng Lai thực chất là cơ sở gia đình riêng do bà Cao Thị Cúc, hộ khẩu thường trú tại ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An xây dựng, sau đó tự ý chuyển tượng Phật, đồ thờ cúng vào, biến nơi này thành cơ sở thờ tự bất hợp pháp.